Chào các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em giải câu hỏi C2 trang 37 sách giáo khoa vật lý lớp 11 nội dung như sau. Đo cường độ dòng điện bằng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào vào mạch? Các em đã được học ở các lớp dưới rồi, chúng ta biết là muốn đo cường độ dòng điện trong mạch điện thì chúng ta sẽ phải sử dụng ampe kế. Và khi mắc thì chúng ta sẽ phải mắc ampe kế nối tiếp với cái đoạn mạch mà chúng ta cần đo cường độ dòng điện. Như vậy thì câu trả lời ngắn gọn cho bài tập này chúng ta có thể ghi lại, đó là để đo cường độ dòng điện ta dùng ampe kế. Và khi đo thì chúng ta phải mắc nối tiếp với mạch cần đo. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong câu hỏi C2.